Chào tất cả các bạn đến với kênh Hiểu Đấy Làm Đúng. Hôm nay mình mới mua cái con điều khiển nhiệt độ Fox 2001F. Cái này là của hãng này là made in Korea của hãng Contech. Thì cái model của nó là Fox 2001F sensor NTC MK. Thì cái dãy nhiệt độ mà nhà sản xuất người ta quy định đó là âm 55 độ tới cộng 99,9 độ C. Nguồn của nó là nguồn vào của nó là 230V AC 50-60 Hz. Đây nó có mã vạch đều đàng hoàng hết, hai hàng là hàng chính hãng của Hàn Quốc thôi mọi người. Thì mọi người nhìn vào cái sơ đồ thì mọi người có thấy thể phát hiện được nó là có cái con này là có 4 ngõ ga ha. 1 2 3 và 5 hoặc là 7 ha. Đó là nguồn vào thì mình đấu vào chân 11 12, ở đây tôi đấu đỏ với vàng nè, lưu cấp nguồn vào đó, nguồn 220. Thì nó sẽ sáng đèn lên. Hiện tại thì nhiệt độ trong phòng của tôi hiện tại tôi ở đó là 28,5 độ C. 28,5 độ C, đây là cái đầu dò nè mọi người. Đầu dò thì mình muốn đeo dò ở đâu thì mình đặt vị trí đó mình dò. Thì trước tiên thì mình sẽ tham khảo cái sơ đồ mà cái nó đi theo cái bộ này ha. Đây thì mọi người nhìn vào cái sơ đồ người ta đấu nối á. Hiện tại á, đây mình sẽ nhìn vào cái sơ đồ thứ hai đi ha. Người ta đấu 4 cái công tắc tơ nè, mọi người thấy hình 4 công tắc tơ không? O1, O2, O3, O4. Đấy, thì cái chân chung của công tắc tơ nè. Này mọi người thấy là chân 1 của công tắc tơ 1 nè sẽ cầu qua chân 1 của công tắc tơ 2, cầu qua 1 công tắc tơ 3 và cầu qua 1 công tắc tơ 4 thì đi về nguội, về nguội. Rồi, cái chân của công tắc tơ 1 còn lại thì mọi người dời cái chân số 1 của bộ phốc. Chân của công tắc tơ 1, 1 của công tắc tơ 2 thì dời chân số 2 của bộ phốc. Chân công tắc tơ 3, chân 1 của công tắc tơ 3 thì dời chân số 3 của bộ phốc. Rồi chân của công tắc tơ 4 thì dời cái chân số 5 của bộ phốc. Và chân số 4 và chân số 6 thì mình sẽ dời nguồn 220V dây lửa. Còn 9 10 thì đấu cái dây đầu dò, 9 10 là dây đầu dò. Đấy. Thì đó là cái sơ đồ mà đấu nối 4 cái cổng ga. Nếu mà mình xài 3 thì mình đấu 3, mình xài 4 thì mình đấu 4. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt ha. Trước khi mà mình lắp 4 cái bóng đèn này vào để mình thử, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt. Đây. Thì mọi người muốn cài đặt thì mọi người bấm giữ set trong vòng 5 giây. Đây, nó lên EUH, EUO thì mọi người bấm set cái nữa. HSB là nhiệt độ mát của cái bộ này. Đây là mình 99,9 độ nè. Đấy thì mình mọi người cứ để thêm đó đây, cái nhiệt độ này là nhiệt độ cho phép mà. 99 đảo lại chứ nó không vượt quá 99. Còn cái này là LSB, LSB là nhiệt độ thấp. Nhiệt độ thấp nó là âm 55 độ ha. Nhà sản xuất người ta quy định vậy rồi mình để mặc định vậy luôn. Cái này là COR là cái độ lệch ha, cái độ lệch nhiệt độ á. Ví dụ như nhiệt độ mà hồi nãy 28.5 mà mình đo bằng cái đồng hồ nhiệt độ mà nó chỉnh á thì mình sẽ chỉnh, ví dụ như nó là 29 nhưng mà cái đầu dò này nó cái bộ phốc này nó dò có 285 à, thì mọi người sẽ cộng thêm 0.5. Mọi người cộng 0.5 thì mình đi, mọi người bấm lên, cái mọi người bấm set một cái. Còn cái này, còn hiện tại thì 28.5 là nó chính xác thì mọi người để nó bằng 0. Còn nếu mà 28.5 mà nó cao hơn cái nhiệt độ đúng tiêu chuẩn á thì mọi người sẽ trừ lại, để mà trừ lại 28 thì mọi người trừ lại 0.5 thì nó sẽ ra 28. Rồi cái này đúng thì mình sẽ không có cài, mình cài bằng 0. Tiếp tục hàm lock. Cái lock này là cái chế độ khóa chương trình. Mình để ở chế độ off thì mình có cài đặt, có nghĩa là chương trình này chưa có được chương trình khóa này chưa bật. Off là mình sẽ cho mình cài đặt được. Còn nếu mà mình để on nó là không có cài đặt được mình mọi người. Đấy, để là sơ lược về cái thông số của nó. Đó, để thông số mấy cái hàm mà cơ bản đó mình cần cài đó thì mình muốn cài cho nó xuất ra cái cổng K1, K2, K3, K4 này thì mọi người sẽ cài như thế này. Người bấm set cái buông ra. Đây là ST1 là mình cài cổng 1. M độ C thì cái cổng 1 nó sẽ xuất tín hiệu.
ở đây mình muốn cài lên thì mình mọi người sẽ cài lên. Ví dụ như tôi cài lên 30 độ đi. 30 độ thì cái cổng 1 nó sẽ xuất tín hiệu ra, thì mọi người sẽ cài nó là ST1 là bằng 30, mọi người bấm set. ST2 mọi người bấm set cái, hiện tại nó cài có 10 độ à, bây giờ mình sẽ bấm lên là 31 độ, 32 độ đi nha. 32 độ. Hồi nãy 30, K1 là 30, bây giờ K2 là 32, set lưu lại. K3 hiện giờ nó xuất đang xuất ra nè, K3. Tại vì nó cài nhiều độ, coi có 10 độ rồi cho nên nó sẽ thấp hơn nhiệt độ 28 chấm mấy đó, nhiệt độ thực tế á, cho nên nó xuất ra nó báo đèn nè. Rồi bây giờ mình set nó lên là 34. Set 34 nha. Tôi sẽ set nó là 34 độ thì nó mới sẽ xuất K3 ra. Đây, 34 nè, tôi cài 34 rồi nè. Bắt đầu nó hiểu là nó đã vượt quá cái nhiệt độ thực tế là 28 chấm mấy rồi, cho nên nó tắt tín hiệu ra nè, mọi người thấy đèn nó tắt đó, thấy không? Rồi, tới ST4. ST4 nó đang xuất tín hiệu tại vì nó cài mới có 10 độ thôi, bây giờ mình cài lên 36 thì nó sẽ tắt cho mọi người xem, nó sẽ không xuất tín hiệu ra cho mọi người xem. Đây. Tôi cài 36 nha. Đấy. Rồi ok. Thì nhiệt độ thực tế mình là 28.8 cho nên mấy cái cổng này nó chưa xuất tín hiệu ra, chưa xuất tín hiệu ra. Thì nhiệt độ mình nó đã, nói chung là trong trang trại mình nó đã ổn định, nó ở cái mức thấp thì không có cần mà bật quạt cho nên nó chưa xuất tín hiệu. Bây giờ tôi sẽ tắt nguồn và tôi sẽ đấu dây bốn cái bóng đèn này làm bốn cái phụ tải cho mọi người xem nha. Mọi người đợi xíu nha. Đây bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người đấu luôn ha. Chứ không có dấu gì mọi người hết á. Bây giờ cái phụ tải thứ nhất là bóng đèn vàng, phụ tải thứ hai bóng đèn vàng, phụ tải thứ ba đèn đỏ, phụ tải thứ bốn đèn đỏ. Thì bây giờ chân của phụ tải thứ nhất, chân vàng này tôi đấu với một chân của bóng đèn, thì tôi sẽ dời cái chân số 1. Phụ tải thứ hai chân vàng về chân số 2, phụ tải thứ ba về chân số 3, phụ tải thứ tư về chân số 5. Số 5 hay mọi người. Đấy. Rồi chân 4 với chân 6 thì mọi người đấu ra 2 giây. Mọi người xe chung lại. Mọi người xe chung lại với tôi nha. Đây. 4 với 5, 4 với 6 xe lại. Rồi, mấy cái chân của bóng đèn còn lại thì là chân nguội thì mọi người cầu lại với nhau bằng dây trắng này và mọi người giao 1 giây. Đây. Thì hiện tại mình sẽ có 2 giây. Thay vì mấy cái này con bóng đèn này là công tắc tơ thì mọi người cũng đấu với thinh vậy luôn ha. Chân A2 thì cầu lại với nhau là chân màu trắng này nè. 1, 2, 3, 4 cầu lại với nhau. Rồi 4 chân còn lại thì mọi người đấu vậy. 1, 2, 3, 5. Còn 4, 6 thì cầu lại với nhau. Lúc đó thì chúng ta sẽ đưa về. Chúng ta sẽ đưa dây cấp lửa vào dây 4, 6 và nguội vào dây trắng này. Bây giờ tôi sẽ ghim nguồn vào ha. Đây mọi người thấy nè. Hiện tại thì nhiệt độ thực tế của nó. Nhiệt độ thực tế. Bây giờ đợi tôi xíu, tôi sắp xếp lại cho nó yên xíu. Đây, nhiệt độ thực tế hồi nãy là mình cài là K1 là cái bóng đèn số 1 á là 30 độ, chưa tới 30 độ nó chưa bật lên nè. K2 là 32 độ, chưa tới 32 chưa bật. K3 là bóng đèn đỏ là chưa tới 34 nó chưa bật. Còn cái này K4 là 36 độ nó chưa bật luôn ha. Bây giờ tôi sẽ làm nóng cái đầu dò này cho nó lên, mọi người xem nha. Chưa kích điện người ta. Đây kích rồi ra mọi người. 31 độ hả? Để sau nãy cài 33 mấy ta. Để vô cài đặt lại coi thử rồi. 30 à. 30. 30. 30 thì nó sẽ đóng cổng 1. Đó. Cổng 2 là mấy? Cổng 2 là 32, cổng 3 là 34, 36. Rồi. 30 tới 36 nha mọi người. 30, 32, 34, 36. Bây giờ mình sẽ thoát ra mình coi nó coi như thế nào nha. Chờ nó về màn hình ban đầu đi. Sao lâu vậy? Đây. 30 độ thì
cái cổng một nó kích ra cái bóng đèn vàng nó sáng rồi đó. À, mọi người hiện tại là 30.7 ha. Giờ tôi sẽ làm lạnh nó bằng cái cốc nước đi, để tôi kiếm cái cốc nước tôi làm lạnh nó coi nó cho tuột nhanh xíu. Ở đây tôi có cốc nước này ha, giờ tôi để vô đó, tới 30 thì nó ngưng rồi đó mọi người. À, mọi người bây giờ mình sẽ gia nhiệt lại ha, tôi sẽ dò gia nhiệt này, tại nãy nó nhanh quá cho nên mình chỉ là đã nó đã cài là trên lệch 1 độ rồi. Bây giờ tôi sẽ xét lại nha mọi người, tôi sẽ xét lại. Rồi tôi đã tìm hiểu được rồi, bây giờ mình sẽ cài như thế này. Khi mà mình cài lên 30 độ á, mình cài 30 á, mà mình muốn là 30 đúng 30 thì mình nó sẽ bật lên á, thì mình sẽ vào cái hàm này. À, mình sẽ vào cái hàm này nha mọi người. Bây giờ mọi người giữ xét trong vòng 5 giây. Rồi, cái này là EU0. Bây giờ mọi người qua chuyển qua hàm EU1. Mọi người cài cái cổng 1 ha. TB thì là cái chế độ làm lạnh hay là làm nóng. Thì ở đây là mình muốn chế độ là làm lạnh ha. Khi nào nhiệt độ nóng thì nó sẽ bật quạt lên. Còn mình chế độ làm nóng thì khi nào mà nhiệt độ nóng thì nó sẽ tắt quạt ha. Ở đây mình chọn là cool. Mình chọn là cool. DT1 là mình để là cái thời gian, cái này là chỉnh thời gian thôi, mình không có cài. Bây giờ mình DF nè, cái hàm DF này quan trọng nè. Mọi người muốn, ví dụ như mọi người hồi nãy cài cái cộng 1 là 30 thì giờ mình sẽ cộng nó vô. À, ví dụ như tôi cài là cộng vô là tôi không muốn cộng, tôi cộng là tôi để là 0.1 thì khi mà nhiệt độ lên 30.01 thì nó sẽ xuất tín hiệu ra cộng 1 ha. Rồi. Mình sẽ chuyển qua cái hàm hàm 2 ha, EU2 là cái cổng 2. Thì bây giờ TB2 là mình sẽ chọn là chế độ làm mát luôn ha. Làm mát thì nhắc lại là mát là khi nào nhiệt độ lên cao thì nó sẽ xuất tín hiệu ra cái cổng đó. Còn chế độ làm nóng á, chế độ làm nóng á thì khi nào nhiệt độ lên cao á thì khi nào nhiệt độ xuống thấp á nó sẽ kích ra, để nó bật cái thiết bị nào lên để nó thiết bị chở đó cho nó gia nhiệt lên cho nó nóng ha. Rồi DT2 không cài, DF2 này mình sẽ cài, đây nó cũng cài bằng 1 nè. Bây giờ tôi sẽ không có cài, tôi muốn là 32.1 ha, 32.1 thì nó sẽ bật thiết bị 2. Cái đó là cái ngưỡng dao động đó mọi người, mọi người muốn cài dao động thì mọi người cài. Rồi bây giờ tôi sẽ chuyển qua cái 3 ha. Tương tự cái 3 thì mình cũng bấm nút cái tên lên chuyển qua 3. Đấy thì mọi người DF3 mọi người cài là 0.1 luôn ha. Set. Rồi chuyển qua EU4 thì mọi người sẽ cài là DF là mọi người cài 0.1 luôn. Đây set. Rồi thoát ra ngoài. Rồi hiện tại là 0.29.1 nè. Bắt đầu tôi sẽ gia nhiệt cho mọi người xem thì nó sẽ xuất tín hiệu đúng nè. Này là 30.1, 30 32.1, 34.1 và 36.1 cho mọi người xem. Sẽ gia nhiệt nữa ha. 30.1 thì nó sẽ bật cái cộng 1. Đây đúng không mọi người? Ha. Rồi tôi sẽ gia nhiệt tiếp cho nó lên 32.1. nha. 32 chưa bật đó, 32.1 bật cái cổng 2 là bật cái quạt 2 đó, nó sẽ bật từ nắp gì đó mọi người. Khi nào nhiệt độ cao thì bật quạt nhiều, khi nào nhiệt độ thấp thì bật quạt ít. Rồi 34.1. Đây, quạt 3. Rồi tới 36. 36.1. 6.1 thì nó sẽ bật quạt 4. Đây ok. Thì khi nào nhiệt độ nó giảm xuống dưới 36 thì quạt 4 nó sẽ tắt. À, dưới 36 thì quạt 4 nó sẽ tắt.
Đấy, 36 thì 1 bấm tắt. Rồi, mình để vô nước cho nó nhanh ha. Tới 34 nè, 34 thì quạt 3 tắt. Đây, 32 thì quạt 2 tắt. Rồi, 30 thì quạt 1 tắt. Đấy, đấy là cái nó đã chi tiết hơn rồi đó mọi người. Thì tại vì mình mà cũng mới mua cái bộ này về để giới thiệu cho mọi người, cho nên thì chưa có tham khảo kỹ, nhìn tham khảo kỹ rồi mới biết được ha. Đó, nhìn tham khảo cái sơ đồ người ta hướng dẫn. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn mọi người cài nè. Mọi người muốn set cho nó dao động thì mọi người set như thế này. Lên EU1 mọi người bấm set, muốn dao động phải không? Nãy EU1 là mình cài 30 phải không? Mình muốn dao động lên là 33. 32 đi. 32 thì mọi người cộng vô này bằng 2. 32 nó mới xuất cái cổng 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 1 ha. Đó, rồi tới EU2 cũng vậy. Này mà mọi người muốn lên 32, mọi người muốn lên 34. 34 cho nó có thời gian dao động thì mọi người cài là cộng vô 2. Đấy. Rồi tới EU3 cũng vậy. Mọi người cài là 34 thì mọi người muốn dao động 2 thì mọi người cộng vô 2 là 36. 36 nó mới xuất cái tín hiệu của cái số 3. Tương tự 4 cũng vậy. Mọi người cài là cộng vô 2 thì là 36 là thành 38. Set rồi trở về ban đầu. Rồi, thì khi này 33 32 độ nó mới xuất tín hiệu, rồi nó tụt xuống 30 nó mới ngắt ha. Nó có dao động rồi đó. Bây giờ tôi sẽ test cho mọi người xem. Tôi test lên 32. 32 nè, 30 nè. 30 hồi nãy là nó đóng rồi đó, nhưng mà giờ nó không đóng. Tại mình cài dao động bằng 2 mà. Đây, 32. Đấy đúng không? 32 thì nó sẽ kích tín hiệu kích ra số 1, quạt số 1 chạy. 34 nè. Đấy. Nãy là 32 giờ nó thành 34. Giờ 34 thì phải thành 36 nó mới kích ra. Ha. Đây 35 36 kích cộng 3 rồi tới 38. Ha. 38 nó mới kích được cái cộng số 4 là cái con quạt số 4. Đấy. Nhưng mà nó tụt xuống ha, 38 thì nó kích nhưng mà nó tụt xuống 36 tại nó dao động 2 mà, cộng trừ 2 thì nó tới 36 độ thì nó mới ngắt. Ngắt cái số 4 ha. Đó, vậy là ok đó mọi người, cái bộ này nó ngon lành lắm. Của hãng chính hãng Hàn Quốc mà. Nè, tới 36 nó ngắt con 4. Rồi, tôi chọn cái này vô cho nó nhanh. 34 nè. Ngắt 3, 32, ngắt 2. Rồi, tới 30 sẽ ngắt số 1. Đấy, ok hả mọi người. Rồi, video mình đến đây là kết thúc và hẹn gặp lại mọi người ở video clip tiếp theo. Nếu mà mọi người thấy hay thì nhớ cho ủng hộ cái kênh của Hiểu Để Làm Đúng ha, để mình có động lực ra nhiều video hơn cho mọi người ứng dụng vào thực tế ha. Xin chào, tạm biệt mọi người.